Anh ơi, review laptop gaming giá rẻ dành cho sinh viên đi anh. Em có tầm tiền khoảng là 16 triệu và mua về đào cốt anh nhé. Rồi ok. Thực ra tầm tiền 16 triệu thì nó rất là khó để ta có thể chọn được một chiếc máy tính gaming ngon bây giờ. Bởi vì đây là một khoản tiền mà chúng ta vốn chỉ mua được những cái dòng máy tính văn phòng hay là những cái dòng máy tính gaming đời rất là cũ mà thôi. Tuy nhiên thì sau một hồi tìm hiểu ấy thì mình đã tìm được ra chúng ta một chiếc máy tính rất là ngon rồi anh em ạ. Đây sẽ là chiếc Acer Nitro 5 phiên bản AN57. Và mình nghĩ là với một cái số tiền lăng căng tầm khoảng là 16 triệu ấy thì đây sẽ là một chiếc máy tính nó cực kỳ là đáng mua luôn. Anh em biết vì sao? Bởi vì đây là cái phiên bản sách tay từ bên Mỹ về. Ngoài cái máy tính cũng như cái củ sạc ra thì gần như là em nó chả có cái gì cả. Nên là các bạn chỉ cần bỏ ra tầm khoảng là hơn 16 triệu là chúng ta đã có được ở đây là một chiếc máy tính có thiết kế rất đẹp của Nikon 2 này. Tản nhiệt mát và cấu hình nó mạnh gần như là chả kém gì so với một chiếc máy tính 19 triệu. Chúng ta sẽ có đây là cấu hình Intel Core i5 12500H với 12x16 luồng. RAM 8GB có thể nâng cấp được lên tận là 32GB, ổ cứng SSD 512GB cũng như là card đọa rời Nvidia RTX 3050 4GB. Cho nên là với một cái giá tiền lăn quanh tổng khoảng là 16 triệu 8, 16 triệu 9 gì đó thôi ấy, thế đây là một cấu hình thừa đủ để chúng ta có thể làm được rất nhiều tác vụ bây giờ rồi. Chưa kể là anh em lưu ý nhé, tầm tiền từ 16 triệu cho tới 18 triệu ấy, thì đa phần các cửa hàng họ sẽ bán cho các bạn cái phiên bản Acer Nitro 5 Eagle của Nikon 21 ấy. Còn đây sẽ là cái phiên bản của Nikon 2, chúng ta sẽ có được một cái sự cập nhật về thiết kế. Nói chung thì đẹp xấu hay sao thì tùy các bạn cảm nhận. Mình biết là nó còn phụ thuộc vào cái ngân sách hầu bao của chúng ta nữa đúng không? Còn đối với mình thì với một cái tầm tiền là 16 triệu 9 thì chúng ta sẽ rất là khó để có thể kiếm được một chiếc máy tính nào mà nó còn đẹp cũng như là mới cũng như là cấu hình nó mạnh được bằng với chiếc Acer Nitro 5 này. Các bạn biết thì các bạn có thể comment phía bên dưới nhé. Mình thì mình rất là thoải mái thôi. Đấy. Và một cái điểm cộng nữa của chiếc laptop này đó chính là các bạn sẽ có được ở đây là một cái màn hình nó siêu to siêu khổng lồ thay vì là một cái màn hình 15,6 inch như là đa số những cái mẫu máy tính chính hãng trong cùng tầm tiền này. Đấy. Tất nhiên thì với một chiếc máy tính 17,3 inch thì nó sẽ khá là to và khá là nặng để chúng ta có thể mang đi mang lại rồi. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ phải xem về cái lợi ích đúng không? Và có một cái sự thật mà không thể chối cãi được đó chính là màn hình càng to ấy thì dùng càng thoải mái. Rồi, ông có lo xa làm gì, sinh viên bây giờ tập gym hết rồi. Mấy cả dùng máy tính màn hình to nhiều ấy là nghiện đấy. Cho nên khi mà để dùng PC hay là laptop ấy thì mình luôn muốn chọn sang một cái màn hình nó to hơn. Nếu như tiền nong không thành vấn đề. Nếu như các bạn từ trước đến nay vẫn đang có dùng cho mình một cái máy tính màn hình nhỏ ấy thì mình tin rằng cái việc chúng ta nâng cấp lên một cái màn hình 17,3 inch chắc chắn là nó sẽ là một cái trải nghiệm làm việc rất chi là thú vị. Có thêm không gian để hiển thị này, thêm không gian để sáng tạo và đương nhiên rồi, công việc chắc chắn là làm việc cũng sẽ hiệu quả hơn. Còn để nói về khả năng giải trí thì mình nghĩ là chúng ta sẽ không cần phải đi quá là sâu vào video của ngày hôm nay. Bởi vì từ trước đến giờ mình đã có làm trong ta rất là nhiều những cái video giới thiệu về những cái dòng Acer Nitro 5 này rồi. Và hiện tại ở cái tầm tiền dưới 20 triệu thì những cái dòng Acer Nitro 5 vẫn đang là chùm cho ông ta về gaming, đem lại cho ông ta được một cái mức FPS rất là mượt mà cũng như là một cái ngưỡng nhiệt độ rất chỉ là ổn định luôn. Đấy, chẳng qua là với cái phiên bản 17 inch này thì các bạn vẫn sẽ giữ nguyên được cái độ phân giải Full HD, cho nên là cái mức FPS này cũng như cái nhiệt độ thì nó sẽ không có sự khác biệt quá là nhiều so với phiên bản 15,6 inch mình đã có từng review trước đó. Và đây lại còn là một cái màn hình nó có trong ta tần số quét là 144Hz nên là chơi game thì đã khỏi cần bàn rồi. Nên là để tổng kết lại về cái video này cho ông ta thì từ trước đến nay những cái dòng Acer Nitro 5 nó đã là những cái dòng máy tính nó có tản nhiệt mát này, cấu hình tốt cũng như thiết kế rất đẹp rồi. Và với cái phiên bản AN57 mình đang có đây thì chúng ta sẽ có được một cái thiết kế rất hiện đại. Các bạn cũng vẫn sẽ có được cái bộ vi xử lý Intel Gen 12 của nhà Intel mà nó đem lại cho ông ta một cái hiệu năng gần như là nó không có sự khác biệt quá là nhiều so với những cái dòng chip Intel Gen 13. Cho nên là mình thấy đây cũng là một cái món cấu hình khá là hời. Và các bạn sẽ còn có đây là một cái mức giá nó rẻ hơn cũng như là một cái màn hình nó to hơn để chúng ta có thể có được một cái sự thoải mái trong cái nhu cầu học tập cũng như giải trí. Nên là cái lý do duy nhất để chúng ta không mua chiếc máy này chẳng qua là anh em sợ màn to cũng như là sợ em nó nặng mà thôi. Nhưng mà anh em nào ok ấy, chắc chắn là con này dùng rất chi là ngon luôn. Và vừa rồi là một số những cái chia sẻ của mình về chiếc Acer Nitro 5 phiên bản AN57, cái hàng sách tay từ bên Mỹ về, một cái mức giá rất là rẻ cho một con máy cực kỳ là ngon. Và cũng như mọi khi thôi, chúng ta có thắc mắc gì về chiếc laptop rất là to này, hãy comment phía dưới nhé. Còn giờ thì xin chào tạm biệt anh em. Bye bye.